Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GCADAT. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tiện ích inbox file map folder vào phần mềm MyRotation bằng ứng dụng GCADAT nha. Rồi ta bắt đầu vào thực hành luôn nha. Giả sử ta có một cái file MyRotation như thế này. Bây giờ ta có muốn inbox file tab map folder vào thì làm như thế nào? Thì vào công cụ nè, tiện ích nè, chuyển đổi định dạng dữ liệu nè, chuyển đổi từ mempo vào DGN nè, rồi đường dẫn đến file map, file tab nè, đây, đã file tab mempo á, rồi label vẽ lên nè, rồi ta chọn là lớp 10 nè, rồi cái này nè, rồi ta chọn bản thuộc tính là lấy cái loại đất á, à, đây, rồi vẽ trong lớp nào, vẽ lớp 2 nha, rồi bắt đầu ta vẽ nè, đó, rồi ta vẽ loại đất lên nè, đó, xong, là thấy rồi. Đơn giản, nhanh gọn, nhẹ nha. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.